Chúc mừng! Thưa quý vị được khán giả yêu thích và chất giọng và phong cách âm nhạc trong trẻo đáng yêu, MV đang dần khẳng định thực lực qua nhiều sản phẩm chất lượng. Và năm 2020, các MV của cô như Do For Her, Yêu Thì Yêu, Không Yêu Thì Yêu, Em Bé đã giúp cô trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý nhất hiện nay. AMEE đã xuất sắc vượt qua các đề cử với tổng tỷ lệ bình chọn của hội đồng chuyên môn và độc giả là 26,28%. Một ngày bắt tay cho đồng nghiệp để chúc mừng cho nữ ca sĩ AMEE. Xin được cảm ơn đại diện Long Cam và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe AMEE chia sẻ quý vị nhé. Oh my god, AMEE vừa mới thấy thay mic thật sự là phù hợp với AMEE hơn. Lời đầu tiên thì AMEE xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị cũng như là quý vị khán giả đã có mặt đêm nay ạ. Ôi đó, AMEE cảm thấy rất là xúc động ạ. Và AMEE xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức của Ngôi Sao của năm 2020, bởi vì giải thưởng này đối với AMEE thật sự quá là ý nghĩa. Và đây chính là thành quả của sự cố gắng cũng như là sự chăm chỉ không chỉ của AMEE mà là của cả ekip công ty ST319 nữa, và tất cả những người đã đồng hành cùng với AMEE trên con đường nghệ thuật này ạ. Và con cảm ơn ba mẹ, con cảm ơn ST319, con cảm ơn tất cả AMEE xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả cũng như là mọi người đã yêu thương và dành tặng cho AMEE giải thưởng này. Và AMEE xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng cũng như là sự yêu thương của tất cả mọi người ạ. AMEE xin chân thành cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn đến ca sĩ AMEE, cô gái vô cùng dễ thương và xinh xắn của chúng ta, và chúc cho AMEE sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn xinh xắn như vậy để có thể tiếp tục những sản phẩm rất là tuyệt vời mang đến cho người hâm mộ trong cộng đồng yêu nhạc AMEE nhé. Xin được chúc mừng bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua rất nhiều những giải thưởng vô cùng quan trọng trong đêm nay, và cũng như những nhiều cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời với những tiết mục trình diễn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với hạng mục cuối cùng trong chương trình Ngôi Sao của năm 2020. Kính thưa quý vị, đây là hạng mục